Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha anh chị các bạn ơi. Cũng là vừa về một lô xe thì em sẽ cập nhật anh chị các bạn mình luôn. Và hôm nay sẽ trực tiếp cập nhật những dòng phân khúc lớn trong cửa hàng luôn nha anh chị các bạn. Cứ chịu khó theo dõi nha. Lần này thì nói chung giảm rất là mạnh luôn các bạn. Xin chào anh em. Giới thiệu trước mấy cái con xe mới về trước ha. Dạ. Đầu tiên R15V3 nên chống đổ đèn trợ sáng, vắt nút gầm. Đấy. Rồi xe màu xanh, mâm cũng là màu xanh luôn các bạn. Biển 62 Long An. Hết xăng rồi. Xe mới về, cành xe nó rút sạch xăng. Đi 37.000 cây. Con này sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 43.900.000. Ok, mình cũng như là anh em mình mua trả góp con này được không anh? Trả 6 triệu góp được. Ok, có hỗ trợ trả góp luôn các bạn. Dạ. Yeah. Và địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha các bạn anh chị. Số điện thoại em có để trực tiếp cho màn hình luôn á. Rồi. Qua. Wow. Con này anh em đang tháo rửa nè. CV 650F. Con này anh em đang tháo là lục keo các bạn. Đây, theo chồng nguyên xe luôn, tháo lỏng. 28 biển Sài Gòn. Đúng 28 nhỉ? Dán keo chùm á, anh em đang lột ra các bạn. Đang lột đồ đạc bẩn nhất của nó đây là nghiêm chỉnh tem bọng. Đẹp hết. Chủ có dán tem chùm nữa các bạn, trên này tem chùm này đang chuẩn bị lột ra nè. Phần trên đây là lột xong rồi nè. Rồi. Đó. Con này 2010 mấy đây, 2018. Đi được 6.612 cây. Con này thì phải gắn đủ đồ vào nhìn nó mới ra hình con xe. Đúng rồi. Nhưng mà tiện đây mình quay luôn phần máy móc cho anh em. Yeah. Đang tháo vào này rất dễ quay những cái phần bên trong. À. Máy móc là bao nghiêm chỉnh. Con này lên được chống đổ với cái bảo vệ lốc máy thôi. Bắt nút gầm 3 món. Chưa ngửa đâu nha anh em. Con này anh em chơi thì lên thêm cái bô nữa cho nó tiếm cúng. Cái bô zin nghe nó hiền lắm. Bô zin nghe cực hiền. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 183 triệu. Rồi ok nha anh em. Biển số mới vừa về là em quay liền 17669. Con thứ hai, con thứ ba. Giờ đến bản G các bạn. Con này đi có 1443 cây này. Xe 2020. Dàn ngoài không vết chảy. Còn dính rất là dơ luôn các bạn. Con này sẽ để cho anh em 45.900.000. Rồi, tiếp tục. Con thứ tư. Giờ Z về nữa các bạn. Con này 2018. Biển số 6 Đồng Tháp. Thùng cốp, gương kính đầy đủ. Xe sạch sẽ, máy ok. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 51.900.000. GZ loại này bây giờ còn 4 cái, nó đang dao động từ 519 cho đến 63.900.000. Từ 2018 đến 2021. À 2022 luôn. Từ 2018 đến 2022. Nếu các bạn muốn mà sang tên thay đổi biển số đó được không anh? Tất cả xe mình bán đều bao rút hồ sơ gốc cho anh em hết. Dạ. Ví dụ như như này thì anh em nó sẽ dễ hiểu hơn này. Này. Quay ở cái biển số như này. G15. Ví dụ như con xe này biển số 68 là Kiên Giang mà anh em muốn sang tên về An Giang.
là 67 đi, hoặc là về Đồng Tháp 66 như thế này, thì cái trách nhiệm bên cửa hàng mình bán cho anh em là bao rút cái hồ sơ từ cái tỉnh Kiên Giang cho anh em. Anh em cầm hồ sơ đem về đăng ký. Còn nếu mà anh em nào không đăng ký được thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Ví dụ như anh em bận bịu thời gian không về đăng ký được, cửa hàng hỗ trợ những cái khoản đó là tính thêm phí. Mình chỉ có bao rút hồ sơ thôi, tại vì là không bán bao được cái khoản ra tên luôn. Vì mỗi người là một nơi, có những nơi sang tên nó chỉ hết 2-3 triệu, có những nơi sang tên thì ví dụ như Sài Gòn hay những cái thành phố á, thì nó lại cao tiền hơn. Thế nên không có báo chi tiết được cái khoản tiền sang tên. Có anh em nào mà có đi mua xe mới thì cũng biết nha. Mình làm biển số tỉnh mình là mình phải thêm phí á, anh chị các bạn. Đây GZ này. GZ con này cũng mới về hôm qua. 2018 đi 8.000 cây 53.900.000. Con này nó có bô độ, bô zin, thùng cốp đầy đủ. Nói chung là nó đầy đủ đồ cho anh em hết. Ở trong kia là còn 2 chiếc này các bạn. Trong này thì có một con biển số 66. Con này cũng đầy đủ thùng cốp luôn. Tháo bù di cho gắn vào xe gì đấy. Tháo mất bù di rồi. Con này thì đi có 3.000 cây. Con này thì 54.900.000. Con bên trong này thì 2022 đi 700 cây. Con này thì mình đang bán là 63.900.000 xe 2022. Đó. Có anh em ở đây mình xem xe các bạn. Giới thiệu cái con xe mới về. Z300. Z25 bán anh? Bán. Z300 đời 2017. Còn khá đẹp các bạn. Màu sơn này. 2017 biển số Sài Gòn. Đấy. Đi được 19.000 cây. Con này thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 79.000.000. Rồi, lên trên này có thêm xe mới về. Anh em né mình. Con Z25 nó mới về là có khách mua luôn các bạn, rất là nhanh luôn. Vision 155. Đó, con này mới về rồi. Xe 2019 biển số 86 Bình Thuận. Đi 13.000. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 45.900.000. Đấy, ngoài ra thì còn rất là nhiều dòng xe phân khúc 150 nha anh chị các bạn. Đủ anh các mẫu luôn á. Ai có tiếp theo thì mình sẽ cập nhật lô phân khúc lớn nha anh chị các bạn mình. Những dòng xe phân khúc lớn nè. Để mai làm. Thì khách đang làm, đang bận khách mà. Ở phân khúc lớn này rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Đủ mẫu luôn. Giờ mình sẽ giới thiệu lại một loạt cái phân khúc, phân khối lớn ha. Bên lô bên đây trước đây anh. Dạ. Đầu tiên là CB500F. Xe 2020 biển Sài Gòn, đi bô độ, dán áo, dán tem, dán keo trong nguyên con. Con này thì bữa nay có giảm cho anh em này. Dạ. Con này thì mình đang bán là 139. Đấy, bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 132.000.000, có nghĩa là con này giảm 7.000.000 thôi. Rồi, xe quá khen luôn các bạn. Anh em nào thắc mắc về cái giá giảm thực tế hay không thì anh em cứ vui lòng xem những clip trước ha. Rồi con bên trong là Ducati 795. Xe 2013 biển số 63 Tiền Giang, đi 21.000 cây, có cả bô độ và bô zin. Con này thì mình đang bán 119 và bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 110. Con đỏ. Rồi giảm 9 triệu các bạn. Ok nha các bạn anh chị. Tiếp tục review 3. Rebel 300. 300 còn 3 chiếc. Con đầu tiên là 2020 biển số 94 của Bạc Liêu. Nó là thành phố Bạc Liêu. Anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Và con này thì hiện tại mình đang bán là 95.000.000. Con này nó có xài cái bô độ, đi 6.000 cây.
Còi rất mạnh, tôi tính sau đi. Rồi, mình vào con màu đỏ. Cũng là người beo ba đâu nha các bạn. Con này thì nó ở thành phố Pleiku của Gia Lai. Anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Xe đi 3.000 cây đời 2020. Và con này thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 97 triệu. Rồi. Tiếp theo nữa, năm 2019, và con này thì mình đã rút sẵn hồ sơ, anh em về đăng ký thôi. Con này đồ chơi nó hết khoảng chục triệu. Con này mình đang bán là 95 triệu. Rồi, GB 300 nhé các bạn. Rồi. Ở đây giá cổ điển có Vulcan 650. Vulcan 650. Con bên trong này thì nó là 2016 đi 18.000 cây biển Sài Gòn. Xe zin gắn cản trước cản sau, và mình đang bán ở mức giá là 160 triệu. Còn bên ngoài đây thì nó là 2018 biển Sài Gòn, có bô độ rồi là đèn trợ sáng cản thùng đầy đủ, đi 19.000, và con đó thì đang bán mức giá là 173. Tiếp đến nữa là ZX10R siêu phẩm các bạn. Đi 10.000 cây, xe 2017. Hôm bữa mình có báo nhầm là 25. Này là 2017. Con này thì nó té nhẹ về phần bên phải ấy, có một vài chi tiết nó có phục hồi nhân phẩm lại. Đầu cổ chảng 3 nghiêm chỉnh. Có đi bô độ, đi một số món đồ chơi nhỏ nhỏ, có trợ lực rồi là mấy cái cùm tay thắng, tay côn. Con này thì hiện tại mình đang bán là 330 triệu. Rồi, Kawasaki ZX10R nha vậy các bạn ơi, một chiếc kinh nhất trong cửa hàng luôn. Siêu phẩm luôn, 900. Tiếp theo các bạn, CB1000R Neo Sport đời 2020, biển số 81 Gia Lai. Xe zin nguyên bản, làn áo không có vết chảy, đi 4.000 cây. Con này thì mình đang bán là 385, thì con này sẽ giảm xuống cho anh em được 10 triệu. Còn 375 triệu nhé. Rồi, ok nha anh em. Đấy. Tiếp tục CB650R. Con đầu tiên này thì nó là đời 2020, biển số 62 Long An. Con này anh em mua có cả bô độ và bô zin, đi 18.000. Này thì mình đang bán là 215, bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 210 triệu cho con này. Rồi, con tiếp theo thì nó là 2022, biển số thành phố Sa Đéc. Anh em sang tên vì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Xe zin nguyên bản, chỉ có lên thêm cái chống đổ với cái ba ga sau thôi, đi 2.400 cây. Con này thì mình đang bán là 243 triệu. Bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 235. Rồi. Rồi, Z1000 bản R. Đời 2018, đi 9.000 cây. Biển Long An. Tất cả đều nguyên bản hết. Con này thì chưa có lên cái gì ngoài cây chống đổ với cái bảo vệ lốp máy ra.
Con này thì mình đang bán 350 triệu và bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em một phát một luôn, bán xả hàng còn 330 triệu. Rồi giảm 20 triệu luôn các bạn ơi. Đấy. Anh em là có nhu cầu quan tâm tranh thủ trong dịp này nha anh chị các bạn. Tiếp tục là cũng là Kawasaki Z1K thần thánh luôn nè các bạn. Con này là nói chung nước sơn zin còn rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Em nghe nè. Ok để em coi xong em báo lại. Trắng xanh. Con này 2017 các bạn. Đấy. Bozin. Đi 11.520. Bozin bỏ bầu. Con này thì mình đang bán là 279 triệu, xe 2017. Rồi. Rồi, tiếp theo luôn. Còn tiếp theo thì nó là đời 2014, biển số 43 của Đà Nẵng. Con này thì chạy khoảng 20.000 cây, dàn áo nước sơn zin hết. Con này có lên đèn trợ sáng, chống đổ, trợ lực. Đấy, lên được 3 món cơ bản. Chiếc này thì mình đang bán là 229 triệu. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, mình sẽ là vô vào lô bên trong nha. Rồi, xem dãy ngoài này trước đi anh. Ngoài này có Z800 và CBR650 nữa. CB650R đời 2020 biển 92 của Quảng Nam. Chiếc này thì nó chạy được 9.000 cây, có bô độ, bô zin, một vài món đồ chơi nho nhỏ. Con này thì mình đang bán ở mức giá là 215 triệu và bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 210. Đấy, con này cũng nằm trong cái đợt giảm giá. Giảm 5 triệu, có chiếc giảm 9 triệu, chiếc 10 triệu và chiếc 20 triệu các bạn. Đó, giảm cực kỳ mạnh luôn. CB1000 đời 2009 biển 86 Bình Thuận. Nước sơn thì có một vài chỗ giảm lại. Bô độ, máy zin, đầu cổ chẳng ba nghiêm chỉnh, giá 165 triệu. Rồi đến Z800 thì hiện tại mình đang có 4 con. Con đầu tiên này biển số 15, đi 20.000 cây. Bản ABS, còn 4 con bản ABS ấy. Con này thì mình đang bán là 148 triệu. Con tiếp theo là biển số 77 Bình Định, đi 23.000 cây. Hầu như là chiếc nào cũng có đồ chơi xương xương ấy. Con này thì mình đang bán là 150. Tiếp theo nữa thì là chiếc này thì mình đã rút sẵn hồ sơ rồi, anh em về sang tên thôi. Có trợ lực này, mấy cái cùm tay thắng, tay côn, rồi bảo vệ lốc máy, đi 19.000 cây, mình cũng đang bán là 150 triệu. Rồi, còn tiếp theo nó là biển Sài Gòn, đồ chơi căn bản có hết. Con này thì mình đang bán là 155 triệu. Rồi, ở dưới này thì mình có thêm Kawasaki Z650. Bô SC khá là lớn. Bô độ có, bô zin có, đi 2.900 cây. Và con này thì hiện tại mình đang bán ở mức giá là 139. Bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 132. Ở đây thì có một cặp là xe thanh lý hải quan. CBR600 đời 2005 biển 68 Kiên Giang. Tất cả những cái xe khác thì mình đều bảo hành, xe chính hãng, nhưng riêng cặp này thì mình không có bảo hành nhé. Thanh lý là đều sang tên được nha các bạn, anh chị lưu ý nha, sang tên được nha. C
xe thanh lý hải quan bao rút gốc để anh em về ra tên. Con này thì mình đang bán là 139, bữa nay xe giảm xuống cho anh em còn 130. Mình cũng nói luôn xe đời cũ, mức giá rẻ nên mình sẽ không có bảo hành. Anh em đến mua test thoải mái, ưng ý xuống tiền chứ không bảo hành nha. Rồi các bạn anh chị nha, tiếp tục luôn là G1. R1 đời 2007, biển số 70 Tây Ninh, cũng là xe thanh lý hải quan. Con này thì mình đang bán là 129, sẽ giảm xuống cho anh em còn 120. Mình đi vào phía bên trong này đi. Rồi anh em nào có nhu cầu quan tâm mình nhanh liên hệ qua số điện thoại em có để trong hình nha các bạn anh chị. Z300 đời 2017, biển số 71 Bến Tre. Xe đi 18.000, con này mình đang bán 79 triệu và bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 75, giảm 4 triệu cho con này. Ok các bạn. Tiếp tục luôn. Đợt này cũng khá là nhiều xe xả giảm giá đó. KTM RC390, con này thì từ 67 triệu mình đang giảm xuống còn 62, nhưng mà nó bị hết bình rồi, chưa có sạc nữa. Đi 48.000 cây, đời 2015 ABS. Rồi, ở đây có một dòng nữa giảm là dòng R3. R3 thì đang có 4 con giảm bán đồng giá nha. Con đầu tiên là 2018, đi 14.000 cây, biển 67 An Giang, đã rút sẵn hồ sơ, là con đầu tiên. Rồi, con thứ hai biển 81 Gia Lai, đi 36.000 cây, đời 2016. Con tiếp theo nữa là biển 78 Phú Yên, xe có ốp bình xăng, một vài món đồ chơi nhỏ nhỏ. Con này thì cũng chạy ngoài 30.000, đồng hồ thì tua xuống còn 3.000. Đấy, con thứ ba. Con thứ tư đi 25.000 cây, 2017, biển Gia Lai, rút sẵn hồ sơ. Bốn cái con mà mình vừa nói đều bán đồng giá cho anh em 75 triệu một xe. Anh em muốn lựa nào lựa. 75 triệu của mình. Rồi. Còn ở có hai con riêng biệt nó 75 khác. 75 triệu tiếp tục. Ừ. Và hai chiếc con đây. Con này nó cũng là đời 2017 giống nhau thôi, nhưng con này nó là hàng tồn kho đăng ký lần đầu tháng 8 năm 2022. Biển số thành phố Pleiku của Gia Lai. Xe đi được 1.300 cây, khỏi phải nói tới đội mới rồi. Đội mới của nó thì khỏi phải nói tới rồi. Con này thì mình đang bán là 92 triệu. Dàn áo bọc keo kín mít từ đầu đến đuôi, không một vết chảy. Rồi. Con thứ hai nữa là xe 2017, biển số 71 Bến Tre. Con này đi có hơn 2.000 cây thôi. Đây là vỏ zin treo xe. Đấy, con này thì mình đang bán là 87 triệu. Rồi. R3. R3 mẫu mới các bạn. Mẫu mới 2022, đi được 243 cây, biển số thành phố Đà Lạt. Con này thì mình đang bán là 119 triệu. Tiếp tục là Kawasaki Ninja 400. Con đấy để dành cho anh em rồi. Có cọc anh. Rồi, mẫu ai? CBR500R đời 2020, đi 19.000 cây, biển Đồng Nai. Có lên chống đổ với đèn trợ sáng, còn đâu tất cả đều nguyên zin. Con này thì mình đang bán 124, bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 120. Là cái món phân phối lớn thì mình cũng vừa báo xong. Anh em muốn xem chi tiết hơn về chiếc nào thì có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Ví dụ như anh em cần xem CBR500, anh em cứ nhắn thẳng qua, mình không có chặn tin nhắn của ai hết. Cần xem CBR500, mình sẽ gửi video chiếc này cho anh em tham khảo. Đấy thì anh em sẽ coi nó dễ hơn. Rồi, video ở đây thì mình xin tạm dừng nhé. Cảm ơn anh. Đó thì nãy giờ tất cả những dòng xe mới về và những dòng xe mô tô phân khúc lớn thì em đã báo giá với anh chị các bạn mình hết rồi đó. Ở có những dòng xe giảm rất là mạnh luôn nha anh chị các bạn mình, giảm lên đến 20 triệu một chiếc. Anh em nào mới vô xem á, có thể hết buổi công chiếu này mình có thể tua lại mình xem lại từ đầu nha. Đó, những dòng xe giảm rất là mạnh luôn các bạn ơi.
Thì địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Và số điện thoại em có để trực tiếp trên màn hình luôn á, góc trái màn hình nha anh chị các bạn. Video thì em chắc lẽ em tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.